Em thì cái việc tự học là do nhu cầu của mỗi người. Nếu mà muốn học thì sẽ có nhiều cách. Thế và cái việc mà ví dụ như chúng ta làm nước này mà muốn share cho người khác ấy ạ, thì mình có thể lập một nhóm kín và mình có thể post tất cả những cái gì mình đã làm lên đó. Nếu như ai có nhu cầu, mình có thể gửi link cho mọi người vào để cùng tham gia. Thì em nghĩ là có thể lúc đầu mọi người rất ngại, như bản thân em cũng thế. Khi em tham gia thì em cũng rất sợ là liệu mình có đáp ứng được không, thầy cô nói mình không hiểu. Nhưng mà nên là nhiều người muốn học họ cũng không dám đăng ký. Đấy là một cái trở ngại rất lớn, vì chúng em không phải là học sinh mà chúng em là thầy cô, mà lại chấp nhận là mình không hiểu, không biết thì sẽ rất là trở ngại. Chính vì vậy mà khi tham gia vào lớp học như thế này thì được quay lại, thầy có record lại và chúng em có thể gửi lại cho các thầy cô khác xem cái cách thức vận hành ấy, thì mọi người có thể là sẽ cảm nhận thấy nó rất là đơn giản, gần gũi, chứ cũng không có gì là quá là nghiêm trọng cả khi mà tham gia lớp học ấy ạ.